gieo mầm yêu thương, hạnh phúc đồng hành cùng con trẻ. Các bạn đang nghe truyện cổ tích song ngữ Việt Anh, một sản phẩm từ Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Các em ơi, hôm nay chúng ta sẽ đến với một cuộc phiêu lưu rất thú vị của hai chị em tên là Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Trong hành trình ở thế giới cổ tích này, hai chị em sẽ làm bạn với một chú gấu biết nói, chạm trán với một tên yêu tinh xấu người xấu nết và tìm ra bí mật của một kho châu báu gắn liền với một lời nguyền. Nghe thú vị quá phải không nào? Còn chần chờ gì nữa? Hãy cùng nhau bắt đầu câu chuyện thôi. Ngày xưa, có một người đàn bà quá chồng, sống cùng hai cô con gái nhan sắc hơn người trong một căn nhà xinh xắn. Trong khu vườn trước nhà, bà có trồng hai cây hoa hồng, một cây trổ hoa đỏ thắm rực rỡ, một cây lại có những bông hoa trắng mịn màng như tuyết. Hai cô gái vì thế có tên là Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Và càng lớn, các cô càng xinh đẹp như những đóa hồng. Hai chị em rất thân thiết nhau, nhưng tính tình lại khác biệt. Cô chị là Bạch Tuyết, dịu dàng, đằm thắm. Còn cô em Hồng Hoa thì vui vẻ, sôi nổi. Tuổi thơ của hai chị em trôi qua êm đềm, hạnh phúc bên người mẹ yêu quý. Một ngày kia, trong một buổi tối đặc biệt rét buốt, gia đình nhỏ gài chặt cửa và quây quần bên bếp lửa. Người mẹ đọc sách cho hai chị em nghe. Trong lúc cả nhà đang chìm đắm trong câu chuyện thì có tiếng gõ cửa. Bà mẹ bảo: "Hồng Hoa, con mau mở cửa đi. Có lẽ một khách bộ hành đang cần nơi trú qua đêm. Chúng ta nên giúp họ trong tiết trời lạnh giá này." Hồng Hoa vâng lời mẹ đi mở cửa và vô cùng bất ngờ. Đứng sừng sững ngay cửa là một chú gấu khổng lồ với cái đầu to, đen nhánh và đôi mắt lấp lánh. Các cô hét vang và thụt lùi lại sau, nhưng chú gấu đã cất tiếng nói: "Xin đừng sợ, tôi sẽ không làm hại mọi người đâu. Tôi đã lạnh cống rồi, chỉ xin vào nhà sưởi ấm một chút thôi." Bà mẹ lên tiếng: "Chú gấu tội nghiệp quá, cháu hãy vào đây, lại gần lò sưởi này. Nhớ cẩn thận, đừng để lửa bén vào lông đấy." Gấu đen cảm ơn người mẹ và cố gắng di chuyển nhẹ nhất có thể để không hất đổ đồ đạc. Chú ngồi phịch xuống trước bếp lò với tiếng thở dài mãn nguyện. Hai chị em từ từ tiến ra khỏi chỗ nấp và họ nhanh chóng nhận ra chú gấu này rất hiền lành và không hề có ý định làm đau ai. Các cô bày trò chơi với người khách vụng về này và đọc sách cho chú nghe. Khi bình minh vừa ló dạng, hai cô mở cửa cho gấu đen trở về rừng. Từ hôm đó, tối nào gấu cũng đến đúng giờ và dành thời gian chơi đùa cùng gia đình của Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Cả hai chị em đều rất vui khi có mặt gấu. Khi mùa xuân đến, tiết trời trở nên ấm áp hơn, chú gấu chào tạm biệt gia đình tốt bụng. "Bây giờ anh phải đi thôi, anh có việc cần làm suốt cả mùa hè." Bạch Tuyết buồn thiu khi nghe chú nói vậy. Cô hỏi: "Anh gấu ơi, anh đi đâu thế?" "Anh phải vào rừng và bảo vệ kho tàng của mình khỏi tay lũ yêu tinh xấu xa. Trong suốt mùa đông, mặt đất đóng băng khiến chúng không tài nào đào lên được. Giờ thì đã sang xuân rồi, anh cần phải ngăn chúng giở trò bẩn thỉu với kho báu của anh." Vừa dứt lời, gấu chạy vội vào rừng và khuất dạng. Ít lâu sau, người mẹ nhờ hai cô gái vào rừng nhặt củi khô. Hai cô đang men theo đường mòn đi sâu vào rừng thì đột nhiên nghe tiếng hét từ xa vẳng đến. Ngạc nhiên, Bạch Tuyết và Hồng Hoa lần theo tiếng động đến đó. Nấp sau một cây táo già, hai cô trông thấy một gã lùn với khuôn mặt độc ác và bộ râu dài trắng như cước. Đó ắt hẳn là một yêu tinh. Chõm râu của hắn đang bị mắc kẹt vào một nhánh cây, khiến hắn nhảy chồm chồm qua lại, loay hoay mãi, không biết phải làm sao. Tên yêu tinh cũng trông thấy hai chị em. Hắn quắt mắt lên quát: "Chúng bay đứng như trời trồng ở đó làm gì? Còn không biết đến đây giúp ta sao?"
Bạch Tuyết và Hồng Hoa chưa bao giờ trông thấy yêu tinh, nhưng hai chị em không sợ hãi chút nào. Dù hắn tỏ ra hỗn xược, cả hai không nề hà mà vẫn tiến lại giúp. Dù thử mọi cách, họ vẫn không thể gỡ bộ râu ra. Cuối cùng, Bạch Tuyết bèn nghĩ ra cách, lấy từ trong túi một cây kéo và cắt chỏm râu bị mắc kẹt của gã yêu tinh đi. Khi đã được giải thoát, hắn lầu bầu: "Lũ trẻ ranh xấu xí dám tỉa chòm râu yêu quý của ta, cầu cho chúng bay gặp toàn xui xẻo." Thế rồi hắn nhanh chóng bỏ đi mà không đếm xỉa gì tới hai chị em. Vài ngày sau, Bạch Tuyết và Hồng Hoa đi câu cá. Vừa tới bờ sông, họ thấy thứ gì đó nhảy choi choi gần mặt nước, như thể sắp nhảy xuống sông. Hai chị em chạy tới và nhận ra đó là tên yêu tinh đã gặp hôm trước. Hồng Hoa tò mò: "Ông đang làm gì thế? Ông đâu có muốn nhảy xuống nước đúng không?" Tên yêu tinh gào lên: "Mi bị đuôi sao? Đứa trẻ ngốc nghếch kia, mi không thấy chòm râu của ta đang bị xoắn vào dây câu và con cá kia đang cố kéo ta xuống nước sao? Nhanh nhanh tới đây giúp ta mau." Hai chị em giữ lấy hắn thật chặt và cố gỡ sợi dây câu đang xoắn vào râu của tên yêu tinh, nhưng thật vô vọng. Họ không còn cách nào khác, đành lấy kéo cắt đi một phần râu. Vừa thấy thế, tên yêu tinh gào lên: "Chúng bay làm trò gì thế hả? Lần trước mi cắt chỏm râu của ta, giờ mi xén hết phần râu đẹp nhất. Chúng bay đã khiến ta trở nên xấu trai rồi, lũ nhóc ngu ngốc kia." Và rồi không nói thêm câu nào nữa. Hắn lần ra một tảng đá và biến mất. Tên yêu tinh này quả là quá quắt và vô ơn. Các em có thấy thế không? Không một lần nào mà hắn cảm ơn Bạch Tuyết và Hồng Hoa, mà còn chửi rủa và trách mắng hai chị em nữa. À, các em còn nhớ đến chú gấu đen ở đầu câu chuyện không? Không rõ là chú gấu hiền lành của chúng ta đang ở đâu nhỉ? Đừng sao lãng nha, gấu đen sắp trở lại với một bất ngờ thú vị rồi đấy. Ít lâu sau, người mẹ bảo hai cô gái ra thị trấn mua ít kim chỉ. Trên đường đi, họ lại chạm trán tên yêu tinh vô ơn kia. Hai chị em sửng sốt vô cùng khi bắt gặp hắn đang lén lút sâu một bụi cây, lẩm nhẩm đếm một đống kim cương và đá quý khổng lồ. Tên yêu tinh nghĩ rằng hai chị em cố tình theo dõi hắn để cướp đoạt của cải. Khuôn mặt của hắn đỏ ửng lên vì giận dữ. Hắn phun ra những lời độc địa và xông tới, sắp sửa dùng bộ móng dài bẩn thỉu của mình cào mặt hai chị em, thì bỗng nhiên trong rừng vang lên một tiếng gầm dữ dội. Mọi người ngẩng phắt lên thì trông thấy một chú gấu đen to lớn đang phóng đến chỗ họ. Tên yêu tinh nhảy chồm lên khiếp vía, nhưng không thể thoát khỏi chú gấu dũng mãnh. Hắn khóc lóc van xin gấu rủ lòng thương, nhưng chú gấu vừa giơ bàn tay khổng lồ đầy vuốt lên định vả thì hắn đã lăn đùng ra, sợ đến vỡ tim mà chết. Hai chị em hoảng sợ toàn bỏ chạy, nhưng chú gấu đã vội vã lên tiếng: "Bạch Tuyết ơi, Hồng Hoa ơi, xin đừng sợ, là anh đây, anh bạn cũ của các em đây." Hai cô gái nhận ra ngay giọng nói quen thuộc này, đó chính là chú gấu đã ở cùng họ suốt mùa đông. Khi chú gấu tiến lại gần hai chị em, lớp da gấu của chú đột ngột rơi ra và chú gấu hiện nguyên hình thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, khoác lên trên người bộ quần áo giác vàng bạc lấp lánh. Chàng trai ấy mỉm cười cất tiếng: "Anh là một hoàng tử. Trước đây anh đã bị tên yêu tinh gian ác kia nguyền rủa và cướp hết gia tài. Anh phải mang lốt gấu đi lang thang khắp nơi trong khu rừng này cho đến khi tên yêu tinh đó chết và kho báu trở về lại tay anh, thì lời nguyền mới được phá bỏ." Hai cô gái sửng sốt vô cùng, nhưng họ rất sung sướng khi thấy người bạn của mình đã thoát khỏi lời nguyền. Hoàng tử đã mang lòng yêu Bạch Tuyết dịu dàng và nhân hậu. Một thời gian sau, chàng ngỏ lời xin cưới Bạch Tuyết làm vợ. Ít lâu sau, Hồng Hoa cũng kết hôn với em trai của hoàng tử. Họ cùng nhau chia sẻ kho báu khổng lồ mà tên yêu tinh đã chiếm đoạt. Hai cô gái mời người mẹ già về ở chung trong lâu đài của họ. Bà sống bên các con hạnh phúc và yên bình đến cuối đời. Bà không quên mang theo hai cây hồng đến trồng ở lâu đài, ngay trước cửa sổ phòng bà. Mỗi năm, hai cây hoa đều nở ra
những bông hồng trắng và đỏ đẹp tuyệt trần. Quả thực là một chuyến phiêu lưu đầy hồi hộp và thú vị. Nhờ nhân hậu và tử tế, hai chị em đã tình cờ gặp được một chàng hoàng tử trong lốt gấu. Hai chị em cũng đã rất tốt bụng với tên yêu tinh xấu tính và giúp đỡ hắn mỗi lúc gặp khó khăn. Tuy rằng hắn không hề biết ơn, chà, những kẻ như vậy thì rốt cuộc cũng sẽ phải trả giá thôi. Chuyến phiêu lưu của Bạch Tuyết và Hồng Hoa đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở một câu chuyện khác cũng hay không kém nha. Xin chào tạm biệt các em thân mến. Gieo mầm yêu thương, hạnh phúc.